Ngày 1 tháng 8, đồng chí Phạm Thị Mai Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo một số phòng ban đã đến thăm và động viên các hộ sản xuất kinh doanh mô hình kinh tế nông nghiệp trên địa bàn. Đoàn đã đến thăm mô hình trồng hoa lan hồ điệp ứng dụng công nghệ cao của anh Đinh Xuân Lợi ở tổ dân phố 1 và cửa hàng ô cốp Sông Công có địa chỉ tại tổ dân phố 10, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công. Sau khi thành công từ mô hình trồng hoa lan công nghệ cao của anh Đinh Xuân Lợi tại phường Lương Sơn, gia đình anh Lợi tiếp tục đầu tư mô hình hoa lan thứ hai tại phường Thắng Lợi với diện tích 2.000m2, được đầu tư đầy đủ hệ thống trồng chăm sóc hiện đại như nhà lưới, điều hòa nhiệt độ, quạt gió, lưới tời cắt nắng với tổng kinh phí 9 tỷ đồng. Hiện anh đang trồng 12 giống hoa lan như bảo bối, hồng bản đồ, vàng ong, hồng Anna, trắng V3. Cửa hàng ô cốp Sông Công mới được đầu tư chuyên cung cấp nông sản sạch, đặc sản vùng miền, sản phẩm ô cốp các tỉnh, thành phố như sản phẩm chè của hợp tác xã Trà Thúy Vân, măng miến, lạc gạo, nem chua. Tại mô hình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ghi nhận những chia sẻ về những khó khăn trong quá trình sản xuất cũng như tâm tư nguyện vọng, mong muốn của các hộ nông dân về sự quan tâm, hỗ trợ hướng phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng quy mô trong thời gian tới, đồng thời khuyến khích gia đình tiếp tục thi đua lao động sản xuất, nhân rộng mô hình, định hướng phát triển và xây dựng chuỗi liên kết nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị sản phẩm, tăng nguồn thu nhập cho bà con nông dân.